Ô tô 5 chỗ đang chạy thì bốc cháy, tài xế mở cửa thoát thân. Vụ cháy xe ô tô nói trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 21 tháng 4 trên cầu vượt đường sắt thuộc xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Thông tin ban đầu cho biết thời gian trên, chiếc xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh. Khi đi đến giữa cầu vượt đường sắt thuộc xã Nghi Kim, thành phố Vinh, chiếc xe ô tô này bất ngờ bốc ra nhiều khói và cháy từ nắp capo xe phát hiện sự việc nam tài xế đã dừng lại, khẩn trương mở cửa thoát ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, tài xế cùng mọi người tìm cách dập lửa nhưng không được. Nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nghệ An đã điều động chiến sĩ cùng phương tiện ra dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Tại hiện trường chiếc xe bị cháy chỉ còn lại khung sắt, nội thất bên trong cùng một số tài sản bị lửa thiêu rụi. May mắn tài xế xe không bị thương sau vụ việc. Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Khởi tố người phụ nữ tưới xăng cầm dao đâm hai chiến sĩ công an bị thương. Sáng 21 tháng 4, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà Hoàng Thị Nõi, 54 tuổi, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 4, lực lượng công an xã Hải Tiến cùng các đơn vị khác trên địa bàn đang làm nhiệm vụ bảo vệ thi công công trình đường liên xã DH28, thị trấn Cao Lộc Ba Sơn, đoạn qua thôn Na Ten, xã Hải Yến, thì bà nói cầm can xăng, hăm dọa, cản trở việc thi công. Thế vậy, Thượng úy Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Hải Yến và Đại úy Vũ Hồng Quân, Công an viên xã, nhanh chóng áp sát khống chế nổi, thì bất ngờ bị người này dùng dao gây thương tích. Ngay sau đó, công an huyện Cao Lộc đã tổ chức bắt giữ để điều tra xử lý theo quy định. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp đường liên xã DH28 Cao Lộc Ba Sơn có chiều dài 25 km, khởi công từ cuối năm 2021 và đặt chỉ tiêu hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành xây dựng gặp nhiều khó khăn bởi một số hộ dân không đồng ý với giá đền bù và một số chính sách khác nên đã kiến nghị ngăn cản thi công dẫn đến sự việc như trên. thanh niên chở mía ôm cua lao vào bãi đất trống. Khoảnh khắc về một vụ tai nạn nhưng lại khiến 10 người xem thì hết 9 người cười ra nước mắt. Riêng người thứ 10 thì cười bất tỉnh vì pha bẻ lái đi vào lòng đất của tài xế xe máy. Theo những hình ảnh được người đi xe phía sau quay lại, nam thanh niên chạy xe máy chở trên yên xe một bó mía lớn cùng vài bồn chuối còn xanh. Vì là công việc giao hàng thường làm mỗi ngày nên thanh niên cũng không cảm thấy khó khăn gì. Nhưng hôm nay có lẽ tâm trạng của cô bắn mía không tốt. Bình thường cô đục đẻo bó mía gọn gàng, chất lên yên xe kỹ càng cho chàng thanh niên. Nhưng hôm nay lại khác, bó mía vì quá dày lại ràng buộc không chặt. Nên sau khi được thanh niên đèo trên xe với tốc độ không cho ai vượt mặt thì nó đã bị xúc sổ. Để rồi đến đoạn ôm cua thì một bên bó mía xà xuống quét lên mặt đường anh thanh niên đang ung dung chạy thì bất ngờ bị lực đẩy làm trao đảo. Sau đó chiếc xe bảo táp một đường lao qua bãi đất trống ở phía đối diện. Dưới hàng chục cặp mắt ngơ ngác, hống hớt của người đi đường, anh thanh niên ôm mông đứng dậy, cũng không biết mía với chuối còn bán được không. Không có chuyện giám đốc quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ bỏ trốn từ chiều 20 tháng 4 đến sáng 21 tháng 4, từ tin đồn thất thiệt cho rằng bà Đỗ Thị Yên, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phường 2 vỡ nợ đang bỏ trốn khỏi địa phương đã khiến hàng trăm khách hàng đang gửi tiền tìm đến quỹ tín dụng này rút tiền. Sự việc trên không chỉ gây dư luận xấu, làm mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của quỹ tín dụng và quyền lợi của chính khách hàng đang gửi tiền tại đây. Thông tin từ công an thành phố Bảo Lộc khẳng định Thời gian qua, công an thành phố không nhận được bất kỳ đơn từ phản ánh, tố cáo nào liên quan đến tài chính tiền bạc của gia đình bà Đỗ Thị Yên, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phường 2. Điều đó cho thấy thông tin đang lan truyền về việc bà Yên vỡ nợ là thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng. Ông Nguyễn Văn Trung, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân phường 2 khẳng định Thời điểm trước và sau Tết âm lịch năm 2023, bà Đỗ Thị Yên, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phường 2 bị bệnh phải điều trị dài ngày tại bệnh viện nên nghỉ làm một thời gian. Trong thời gian điều trị bệnh, bà Yên hạn chế nghe điện thoại và ít gặp mọi người. Từ đó xuất hiện thông tin thất thiệt cho rằng gia đình bà Yên vỡ nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh các thông tin liên quan, chúng tôi khẳng định bà Yên không vay mượn tiền bạc từ bất kỳ tổ chức tín dụng, không tham gia huê hội nợ nần từ bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Hiện tại bà Yên vẫn đi làm bình thường tại quỹ tín dụng. Ông Trung cho hay. Khắc phục hạng mục tại tháp Trầm Hương, Nha Trang sau vụ nữ du khách té chết Sáng ngày 21 tháng 4, các công nhân vẫn đang thi công khắc phục các hạng mục gây nguy hiểm tại Tháp Trầm Hương, thành phố Nha Trang, sau vụ một nữ du khách bị trượt chân, té ngửa từ Tháp Trầm Hương xuống quảng trường, tử vong tại chỗ. Theo đó, tại bậc lên xuống trước bốn cổng vòm gần sân khấu, hướng ra quảng trường mùng 2 tháng 4, phần bề mặt lát đá được xử lý bằng cách xẻ rãnh khó để tạo độ nhám, ma sát chống trơn trượt. Các lối đi có bề mặt đá trơn, có khoảng cách rộng và sâu, được khắc phục bằng cách chèn gạch vào giữa cao bằng phần bề mặt để tránh bị hụt chân, đảm bảo an toàn. Các công việc khắc phục hạng mục nguy hiểm này được thực hiện từ ngày hôm qua và đến hôm nay sẽ hoàn thành. Trước đó vào chiều ngày 15 tháng 4, một nữ du khách 65 tuổi ở thành phố Pleiku, Gia Lai đi du lịch cùng gia đình tới thành phố Nha Trang, khi đứng chụp hình trước cổng vòm tháp trầm hương ngay cấp bậc lên xuống phía gần biển thì nữ du khách này không may bị trượt chân té xuống và tử vong tại chỗ sau sự việc ngành chức năng của tỉnh khánh hòa đã kiểm tra và triển khai thực hiện việc khắc phục các hạng mục gây nguy hiểm tại khu vực này tháp trầm hương được xem là biểu tượng của thành phố nha trang đây là điểm đến lý tưởng để du khách tham quan ngắm cảnh Tháp được xây dựng vào năm 2004 và hoàn thành đưa vào hoạt động vào cuối năm 2008. Giáp Tết Nguyên đán 2023, công trình được đưa vào hoạt động với một hình ảnh mới, được nhiều người yêu thích. Trong thời gian qua đã có rất đông người dân, du khách đã đến đây để tham quan check-in. Vụ chém cha của người yêu đòi giết cả nhà người yêu vì bị chia tay Ngày 21 tháng 4, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hung thủ chém cha của người yêu vì bị chia tay. Công an huyện Hòa Vang cũng bắt tạm giam Trần Văn Nhân, 38 tuổi, ngụ Thanh Hóa về tội giết người. Như đã thông tin, khuya ngày 8 tháng 4, Nhân cầm dao chém cha của người yêu là ông E, 56 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang. Quá trình điều tra xác định, tháng 7 năm 2020, Nhân và con gái ông E là chị T, 29 tuổi, Quen nhau rồi nảy sinh tình cảm nam nữ, sau gần 3 năm yêu đương, ngày mùng 7 tháng 4, chị Tê chủ động nhắn tin chia tay vì thấy cả hai không hợp nhau, nhưng Nhân không đồng ý và níu kéo. Tối ngày mùng 8 tháng 4, Nhân nhắn tin cho chị T hù dọa giết người yêu và cả cha mẹ chị Tê để chị này sự quay lại với Nhân. Tuy nhiên chị Tê vẫn cự tuyệt nên đối tượng chạy xe máy vượt 200 km từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng trong đêm để giết cả nhà người yêu. Nhân mang theo một con dao chặt thịt dài 25cm đến trước nhà người yêu. Nhân trèo qua hàng rào, thấy cửa bên hông nhà không khóa nên xông vào thì gặp cha chị Tê. Thấy nạn nhân tri hô, Nhân liền vung dao chém cha của người yêu nhiều nhát trúng người. Nhân tiếp tục đạp mạnh vào cửa phòng ngủ của chị T để truy sát người yêu nhưng không thấy. Nghe ông e hét lớn kêu cứu, Nhân sợ bị người dân bắt giữ nên cầm dao trèo qua hàng rào rồi lấy xe bỏ chạy. Chiều ngày 9 tháng 4, công an huyện Hòa Vang bắt được đối tượng khi anh ta đang trốn tại nhà nghỉ gần bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nhân khai nguyên nhân chém cha của người yêu là do mâu thuẫn với ông này từ trước, đồng thời cho rằng vì ông E ngăn cấm nên chị T chia tay anh ta. Hai người đàn ông Cần Thơ ăn trộm hàng loạt ắc quy ô tô Ngày 21 tháng 4, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ hai nghi phạm Trần Thanh Tâm, 50 tuổi, ngụ Ninh Kiều và Bùi Văn Hiền, 51 tuổi, ngụ Cái Răng về hành vi trộm cắp tài sản. Theo công an, hai nghi phạm có tiền án tiền sự nghiện ma túy và nhiễm HIV. Khoảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng công an quận Cái Răng tuần tra trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua phường Tân Phú, phát hiện hai nghi phạm này lái ô tô hiệu Mazda và thực hiện trộm bình ắc quy ô tô biển số Vĩnh Long do anh Võ Tấn Vạn, 36 tuổi, làm chủ phát hiện công an nghi phạm tâm hiền lái ô tô bỏ chạy lực lượng công an đuổi theo đến khu dân cư thạnh mỹ phường lê bình thì chặn được phương tiện trên qua kiểm tra ô tô Mazda, công an phát hiện có 8 bình ác quy, các loại và dụng cụ tháo lắp. Bước đầu hai nghi phạm khai thuê ô tô để đi trộm cắp tài sản. Chỉ một ngày đêm, 20 đến 21 tháng 4, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy 8 bình ác quy các loại lên mạng cầu cứu vì chồng bắt đẻ Một người phụ nữ 33 tuổi lên mạng cầu cứu sau khi bị chồng dọa ly hôn nếu cô không sinh con trong vòng 2 năm nữa. Cô Xiaomi ở Chiết Giang đã kết hôn được 2 năm và sống rất hạnh phúc nhưng kiên quyết từ chối yêu cầu sinh con của chồng. Chồng cô tuyên bố nếu không có thai trước 35 tuổi, anh ta sẽ nộp đơn ly hôn. Xiaomi thấy sốc khi chồng ra tối hậu thư. Chỉ vì tôi không muốn có em bé, anh ta sẽ ly hôn tôi, cô nói. Thời hạn 2 năm là do chồng nghĩ có con sau 35 tuổi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phụ. Tuy nhiên, cô cảm thấy sinh con sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của hai vợ chồng. Một lý do khác khiến cô không muốn làm mẹ là vì chứng kiến bản thân bị xuất huyết trong khi sinh nở nhưng không được gia đình chăm sóc, họ chỉ quan tâm đến đứa trẻ. Xiaomi chia sẻ thêm, mẹ đẻ và mẹ chồng đều ép cô có con. Nếu không có con, con định làm gì khi về già? Hai bà mẹ nói với cô. Vì quá áp lực, người vợ lên mạng cầu cứu. Câu chuyện của cô trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc và gây ra cuộc tranh luận gay gắt. Một người khẳng định, không để con là sai lầm, bạn sẽ nuối tiếc khi về già. Có con làm bạn hạnh phúc hơn. Xong người khác lại phản đối. Không có con vẫn ổn, mọi người có lựa chọn riêng. Sau động đất, Thổ Nhĩ Kỳ lại chịu thêm bão gây chết người. Thành phố Karamanmarat của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hứng chịu trận động đất lớn hồi đầu tháng 2, tiếp tục bị một cơn bão mạnh tấn công mới đây, gây thiệt hại lớn về người và vật chất. Một người chết và hàng chục người khác bị thương, đó là thảm cảnh của thành phố nằm ở phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng đã có 34 người bị thương nặng và điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Như đã biết, tỉnh này chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất vào ngày 6 tháng 2. Đây là tâm chấn của trận động đất mạnh thứ hai với cường độ hơn 7 độ Richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm đó. Thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn. Từ đầu năm đến nay, vùng đất này liên tiếp chịu thiên tai. Tiếp đến ngày 18 tháng 2, một trận động đất mới được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố này. Lần này, cường độ chấn động lên tới 5,2 độ Richter. Cho đến nay, người ta vẫn tiếp tục thống kê thiệt hại về người và của ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 46,5 nghìn người đã chết do trận động đất bao trùm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào đầu tháng 2 năm nay. Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc liên tục 3 tuần trong nỗ lực tìm kiếm và dừng công việc này vào ngày 20 tháng 2, khi một trận động đất khác lại bồi thêm vào thảm họa tại đây. Muôn kiểu bào chữa cho vi phạm đi ngược chiều ở đường Nguyễn Xiển, sau khi làn đường tạm Nguyễn Xiển thông xe, nhiều người đã điều khiển xe máy đi ngược chiều vào đoạn đường mới mở, bất chấp nguy hiểm. Làn mở rộng trên đường Nguyễn Xiển nằm dưới vành đai ba trên cao, kéo dài gần 1,7 km từ ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển đến nút giao Nguyễn Xiển Sa La. Cơ quan chức năng chỉ cho phép ô tô 4 đến 7 chỗ và xe máy lưu thông một chiều từ Nguyễn Trãi đi Nguyễn Xiển Sa La với kỳ vọng giảm ùn tắc ở đoạn rào chắn thi công dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Theo ghi nhận, những ngày đầu mới thông xe, hàng trăm người chạy xe máy ngược chiều trên làn mở rộng này. Có thời điểm, người đi ngược chiều phần lớn làn của các phương tiện đi đúng chiều. Do là đường mới mở bằng phẳng, nhiều xe phóng tốc độ cao từ cả hai hướng, tiêm ẩn nguy cơ tai nạn. Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều người ngay lập tức quay ngược chiều bỏ chạy để né tránh việc xử lý. Điều này dễ gây nguy hiểm hơn cho các phương tiện khác bởi làn một chiều nhỏ mà các phương tiện di chuyển đông. Khi quay đầu đột ngột rất dễ gây ra các tai nạn, Trước thực trạng trên, đội cảnh sát giao thông số 7 sẽ tăng cường lực lượng xử lý cương quyết, quyết liệt, thường xuyên và liên tục đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các phương tiện đi ngược chiều gây nguy hiểm cho người và phương tiện điều khiển giao thông khác. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.